Kính chào quý vị khán thính giả đài FCT. Như thường lệ, chúng tôi trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần. Cái tuần này thì quý vị nào cũng muốn nghe cái tin tức về cái cúm coronavirus. Hôm nay tôi sẽ mang đến quý vị những cái tin cập nhật nhất của cái tuần này. Thực sự cái cúm này nó mỗi ngày nó một rất là tăng cái số người chết đau bệnh càng ngày càng tăng lên. Số người chết cứ tăng lên làm cho tôi cũng rủn tay chân, tôi mang cái bản tin cho quý vị, tôi đọc, tôi soạn tin cho quý vị, tôi cũng buồn lắm. Thực sự nó depressing, tức là nó làm cho mình chán nản cuộc đời, bèo bọt phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta phải biết để chúng ta đề phòng bệnh nhé. Thế đầu tiên là chúng tôi đầu tiên là theo như cái thống kê, đến ngày, đáng nhẽ ra đến thứ hai, đến mùng 1 tháng 4 thì ông Tổng thống Trump ông sẽ lift cái lệnh của ông là chúng ta phải ở nhà, chúng ta phải sống cách ly, chúng ta phải rửa tay, chúng ta không được đi chợ, chúng ta không được đi ra ngoài nhà, chúng ta không được hội họp. Thì ông tưởng là đến mùng 1 tháng 4 này ông lift nó lên rồi ông có thể hy vọng đến ngày mùng 10 tháng 4 là ông sẽ cho mọi người buôn bán trở lại như thường. Nhưng mà hôm đầu tuần này ông tuyên bố ra là ông sẽ extend cái lệnh đó đến ngày 30 tháng 4, thưa quý vị. Tức ngày quốc hạnh của chúng ta đấy. Dễ nhớ phải không quý vị? Đến ngày 30 tháng 4. Tại sao như vậy? Bởi vì ông thấy rằng là cái số người bị bệnh càng ngày nó càng tăng lên gấp bội. Gấp đôi lên. Và số người chết cũng tăng lên gấp bội. Theo như thống kê, theo như ông Tony Fauci, tức là ông giám đốc, bác sĩ giám đốc của sở CDC của Hoa Kỳ, thì ông ấy nói rằng là nếu mà Tổng thống mà lift cái lệnh mà cách ly đó, ở nhà đó, cách xa khoảng cách với nhau đó, thì ông nghĩ rằng là nước Mỹ có thể có tới cả triệu người bị bệnh coronavirus và cái tử vong sẽ lên tới 100.000 người đến hơn 200.000 người, 204.000 người. Tính theo cái số người mà cứ theo cái phương trình nó cứ tăng trưởng lên như thế thì mình tính theo đến từ giờ đến cuối năm thì nó sẽ lên tới như vậy. Thưa quý vị, khi ông nói như thế thì ông Tổng thống Trump, cái bà bác sĩ Bird cũng là một bác sĩ cố vấn của Tổng thống Trump lo về cái vụ coronavirus này. Họ nói cũng giống như vậy. Thì ông Tổng thống Trump ông sợ quá thì ông vừa vào ông ra lệnh rời lại đến 30 tháng 4. Rồi đến đó thì tính sau. Thế thì thưa quý vị, cái nó quan trọng là bởi vì thực sự ra không phải chỉ vì cái lời tuyên bố 100.000 người, 200 người, bởi vì mỗi một năm, theo cái thống kê của bên Hoa Kỳ, mỗi một năm số người chúng ta chết vì cúm khoảng 200.000 người, 100 đến 200.000 người, năm ngoái 200.000 người. Thế tại sao mà bây giờ chúng ta lại sợ thế? Bây giờ chúng mới có mấy trăm người mà chúng ta sợ thế? Bởi vì chúng ta tưởng tượng bây giờ chúng ta thấy ngày nào nó đăng báo nó bảo là có 100 người chết, 20 người chết, chỗ của quý vị chết mấy người, chỗ người này chết mấy người, là mình sợ lắm chứ, bị ám ảnh tinh thần, mất làm ăn, sợ sệt. Có nhiều người ta ở một mình người ta sợ người ta có thể tự tử chết, người ta có bị hồi hộp giống như quý vị và bị nhốt trong phòng giam rồi nó cứ dọa quý vị mai ta sẽ chết phải chết, mai ta sẽ chết phải chết, thì quý vị sẽ sợ phải không quý vị? Từ đó mà ông ấy sẽ phải dừng cái đó lại. Và cái điều quan trọng nhất là người ta nói như vậy để chúng ta biết theo cái thống kê của mới giờ đây ấy, thì cái tiểu bang Louisiana là tiểu bang trước đây cách đây một tháng ấy, để có mấy người bị rất ít bị, xong cái đầu tháng 3 nó có cái Mardi Gras đấy, là cái lễ mà hội của người Louisiana, cái lễ hội nó vui lắm, mọi người ra ngoài đường nhảy múa ngoài đường. Cái lúc đó nó bị không sao, về sau nó một tuần sau người ta bị cả trăm người, bây giờ lên đến trên 4.000 người rồi mà người chết còn nhiều hơn cả tiểu bang California nữa. Thế thì người ta mới nghĩ là tại vì cái Mardi Gras đông người nó họp hành như thế, đi nhảy múa như thế, nó lây bệnh cho nhau và nó làm ta bị lan mong như thế và người ta chết nhiều như thế. Thì khi người ta hỏi ông thống đốc của tiểu bang đó thì ông nói, ông bảo tại vì tôi cho làm như thế bởi vì tôi thấy Tổng thống Trump nói rằng là đầu tháng 3 thì ông bảo không sao đâu, cái này là nó chỉ một vài ngày nữa nó hết, thì tôi cứ tin là như thế, nhưng mà đâu ngờ nó nở manh nhanh như vậy. Và chính vì vậy Tổng thống Trump lại sợ, nghĩ là nếu bây giờ mình cho ra lại thì người ta chết nhiều hơn nữa và kinh tế nó sẽ sụp đổ hoàn toàn, có cứu mấy tỷ đô la cũng mấy trillion đô la cũng không thua gì nữa. Và như theo thưa quý vị biết là theo như cái thống kê của John Hopkins University vào cuối tuần vừa rồi đấy, thì ở bên Hoa Kỳ có 140, toàn quốc Hoa Kỳ có 140.000 người, 904 người bị và số người chết là 2.405 người. Đến ngày 1 tháng 4 thì đã có 200.000 người bị và 4.300 người bị chết trên 54 tiểu bang Hoa Kỳ. Đến ngày cuối tuần vừa rồi thì có 50 tiểu bang thôi và đến
1 tháng 4 thì có 54 tiểu bang là có đều có người bị bệnh coronavirus cả. Ở California chúng ta thì cuối tuần vừa rồi thì có 5.852 người bị và 124 người chết. Nhưng mà đến ngày 1 tháng 4 đó, thì cái số người nó lên là 3.037 người, có 54 người. Tức là cũng khoảng hơn 130 người chết. Trong khi đó ở Los Angeles, thưa quý vị, cuối tuần rồi nó có 2.100 người, thì 37 người chết. Và đến ngày 1 tháng 4 thì có 3.037 người, có 54 người chết. Trong khi quận Cam chúng ta cuối tuần vừa rồi thì có 431 người và 4 người chết. Thì đến ngày 1 tháng 4 thì cái số người lên tới 500, tức là lên tới khoảng 70 người nữa. Tức là thứ 2, thứ 3 nó lên được 70 người nữa và có 7 người chết. Đó là theo thống kê của John Hopkins. Chính vì thật sự nó lên gấp đôi như thế mà bây giờ chính phủ Hoa Kỳ mới sợ. Nghĩ là nếu mình rời lệnh bỏ, nó gọi là shelter in place hoặc là social distancing, thì chúng ta phải cách nhau 7 feet, 1 mét đấy. Nhưng mà cái tin vui là ở toàn thế giới có 660.000 người bị và 30.652 người chết. Thì Ý là bị nhiều nhất, Italy là nhiều nhất, thứ nhì là Tây Ban Nha, thứ ba là Hoa Kỳ, thứ tư mới là người Trung Hoa. Nhưng mà quý vị thấy lại ngạc nhiên phải không? Tôi cũng nghĩ như vậy, ở Trung Hoa giờ nó che cái kia, nó che giấu tin người ta chết đi để nó làm cho đỡ bị khủng hoảng trong nước của nó. Vì nó là chế độ cộng sản mà, họ đâu có nói cho chúng ta biết là bao nhiêu người chết. Do tự nhiên chúng ta thấy bớt hẳn đi. Cái điều đó chấm hỏi, nước Mỹ người ta cũng biết như vậy nhưng mà không sao. Nghe sao nói vậy thôi, không có nhà ai lấy dạng của quý vị. Nước Mỹ lo cho nước Mỹ, nước Trung Hoa muốn nói gì thì cái việc nói. Trong 660.000 người đó thì recover chữa khỏi bệnh là 139.000 người. Ở bên Pháp thì có 38.000 người bị và có 2.317 người chết. Quý vị thấy nước Pháp nó nhỏ hơn California của chúng ta mà cái số người chết của nó nhiều hơn California của chúng ta. Đó, chúng ta phải cho cái đó làm cái vì vậy mà trên mấy tất cả các chục tiểu bang đã bắt chước ở nước tiểu bang California của chúng ta, bởi vì tiểu bang California chúng ta là một tiểu bang khi chúng ta bị như thế, bởi vì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải gánh cái nặng của chính phủ Hoa Kỳ nhận những người bị bệnh coronavirus từ ở bên Vũ Hán trở về California chúng ta, từ đó chúng ta mới bị lây như vậy. Trở về Bắc California rồi Nam California chúng ta là nơi trước đây đáng nhẽ họ ở chợ vào Costa Mesa nữa, nhưng mà dân ở đây Costa Mesa chống đối thì họ không dám chở, nhưng mà họ chở như thế và vì vậy nó lan ra khắp ở California. Và từ khi bắt đầu lan ra thì ông thống đốc tiểu bang California, ông Newsom, ông ra lệnh cách ly liền, bắt chúng ta social distancing, cách xa nhau 6 feet, không được hội họp đông người trên 10 người, không được mở tiệm, không được đi tiệm ăn nữa, đóng cửa, chúng ta không được hội họp nhau, chúng ta phải cách xa nhau, chúng ta phải ở nhà, không muốn, nếu không cần thiết đừng đi làm nữa. Nhất là những người lớn tuổi phải ở nhà, cách xa mọi người, con cháu để cho đỡ bị bệnh lây. Và như vậy mà cái số người bị bệnh ở California nó giảm bớt đi. Và hiện bây giờ cái số giường theo như thống đốc của tiểu bang California report vào buổi trưa ngày 1 tháng 4 thì ông nói là tiểu bang California hiện đang dùng được 770 giường ở trong phòng ICU. Ông tính ra là có thể tới 4.000 giường đấy, nhưng mà bây giờ mới dùng có 775, vẫn còn dư. Cái ventilator nó còn dư, nó có tới hơn 1.500 máy ông dùng, có rất nhiều máy ventilator. Tức là nhưng mà ông vẫn đòi hỏi xin tiểu bang cho thống đốc cho federal cho ông 10.000 cái máy ventilator để ông sợ nếu chẳng may nó pick lên thì ông sẽ có thể cung ứng được cho các nhà thương. Và người ta hy vọng là đến cuối tuần này trở đi thì cứ mỗi một ngày đó thì họ sẽ báo cáo, hay một tuần họ sẽ báo cáo chúng ta biết bao nhiêu người phải nằm nhà thương, bao nhiêu người phải nằm ICU để chúng ta có thể biết là tình hình nó nặng thế nào. Và như vậy là chúng ta có thể biết được tình hình về cùng một tiểu bang California sở dĩ giữ được cái số bệnh không được nhiều hơn những cái tiểu bang khác như New York, nó bị không thể tưởng tượng tràn ngập hết cả mọi nơi là nhờ cách ly của chúng ta. Do đó quý vị tiếp tục nhớ ở nhà, đừng có đi ăn tiệm, đừng có hội họp với nhau, đừng có làm party, đừng có ca hát với nhau, nhất là các bác sĩ như chúng tôi với nhau đừng có ca hát nữa, đừng có hội họp nhau hát, cũng không chẳng đi cần học hát nữa, những học cái gì ở nhà chờ đến khi hết dịch mới tập hát tập đàn thì như vậy sẽ đỡ lây sang cho quý vị. Thế bây giờ nói cho quý vị đã đời rồi, cách chữa này, cách ngăn ngừa này, thế tại sao là chúng tôi phải để distancing quý vị, cách xa nhau, tại sao chúng tôi lại khuyên quý vị nằm nhà, có lý do phải không quý vị? Hôm nay tôi sẽ giải thích cái lý do đó, nó là cái mode transmission của cái bệnh này. Thì theo như cái thống kê mới nhất
ở trong New England Journal of Medicine, trong các bác sĩ đó làm thử thí nghiệm đủ thứ hết, cũng như là của Liên Hợp Quốc, người ta cũng như ở bên Trung Hoa, người ta nói rằng là con vi trùng này nó sẽ vào phổi chúng ta, respiratory infection. Vì vậy nó ngày xưa nó có tên là severe acute respiratory syndrome, tức là vào phổi chúng ta, nó làm phổi chúng ta bị nghẹt, chúng ta thở không được, chúng ta sẽ chết. Thế cái đầu tiên nó nói rằng là khi chúng ta ho, chúng ta nói chuyện, chúng ta hắt xì hơi, chúng ta bắn cái con vi khuẩn, nó bắn cái giọt nước miếng chúng ta, nó là droplet. Cái droplet chúng ta nó gồm, nó chia làm hai loại. Một loại nó lớn, nó gọi là droplet, respiratory droplet, tức là cái đó nó vào phổi chúng ta đấy. Respiratory droplet. Thì cái đường kính của con, mỗi cái droplet, giọt nước miếng đó là 5 đến 10 micromillimeter. Trong khi nó có cái loại nhỏ hơn nữa, nó li ti, bay trong không khí, là dưới 5 micromillimeter đường kính của nó. Nó đặt tên là droplet nuclei. Cái này nó rất nhỏ, nó hòa lẫn vào không khí. Nhưng mà theo những cái thống kê của bên Trung Hoa, thì những cái bệnh mà COVID-19 ấy, được truyền nhiễm qua respiratory droplet chứ không phải là do cái nuclei, tức là cái cho bay trong không khí. À, khi nó bay con droplet nước miếng nó rớt xuống đất, rớt trên mặt bàn, khi tôi nói chuyện với cái bàn này của tôi nó sẽ dính vi trùng đây đây. Thì người khác đến sờ ở đây, xong rồi sờ đến mặt, sờ đến mũi là bị lây liền. Nếu tôi đã bị. À, vì vậy nó rất quan trọng. Và nếu nó cứ khổ cái rồi nó bay trong không khí đấy, thì nó chỉ sống được có 3 tiếng đồng hồ là nó vô hiệu hóa rồi, không có lây được người khác. Nhưng khi nó rớt xuống cái mặt bàn này, nó rớt xuống tay chúng tôi sờ, nó rớt vào trong áo quần, thì nó có thể sống lâu hơn, nhất là rớt trong cái muỗng nhựa, cái đĩa nhựa chúng ta ăn, hoặc là nó cho chúng ta ở trong những cái, thưa quý vị, những cái đồ bằng đồng, bằng cardboard đấy, bằng giấy, nó có thể sống tới 3 ngày. Thế người ta thử ở trong mấy cái khu đi chơi, nó sống cả 2 tuần lễ. Nhưng mà khi nó sống lâu như thế thì cái con RNA của nó không hoạt động được nữa, nó không có lây được, nó nằm đó. Và thú thật với quý vị, con vi khuẩn này nó sống cả 100 năm, nó không lây cho người ta được. Khi chúng ta ăn vào con thực vật ăn vào người chúng ta, nó lây sang nhau, nó mới giống như là zombie, nó lấy máu người ta, nó ăn vào trong hồng huyết cầu người ta, nó phá hồng huyết cầu chúng ta, nó làm chúng ta chết là vì vậy. Nó giống như mình thức zombie, thưa quý vị. Thế thì khi cái drop đất đó, nếu chúng ta mà vì vậy mà chúng tôi mới khuyên quý vị phải cách xa nhau 6 feet là vậy. Và chúng ta phải, cái hơi thở chúng ta, tôi nói chuyện nó bắn nhau, lây sang người nọ người kia. Chúng ta phải rửa tay là vì vậy, vì cái con vi khuẩn này đó, nó có cái bọc của nó, cái bọc màng của nó là bằng mỡ. Nếu chúng ta có xà bông vào trong đó là nó tan, nó chết liền, vô hiệu hóa, nó hết lây bệnh được quý vị. À, nó rất chung bà nó nằm đây mà quý vị lấy thuốc xịt nó, có tí alcohol thì nó tan mất cái màng mỡ dày của nó, cái lipid của nó tan, nó hết lây bệnh quý vị. Và vì vậy quý vị phải ở đây. Chứ bây giờ người ta biết như thế thì nó sợ là bởi vì nó có thể từ ở trong ruột nó chúng ta nữa. Nếu chúng ta mà không, nó ở trong cái air, nếu chúng ta cho bệnh nhân đặt cái endoscopy vô để cứu sống bệnh nhân, nhiều khi cái nó bắn ra, nó có thể làm chúng ta bị lây. Nhưng mà chúng ta cẩn thận để chúng ta không sợ nó. Nó có thể lây bằng đường phân trong ruột. Như chúng tôi nói với quý vị trước, mấy tuần trước, tuần nào chúng tôi cũng nói, ở bên Hồng Kông đó, thì cái phân, có một cái apartment unit người ta bị, ở trên lầu người ta bị, xong ở dưới nó lan bị nhiều lắm. Thì nó khám phá ra ở trên nó cái hệ thống cầu nó bị lích cái nước ra, nó chảy ra, nó lây cho người ta, xong nó đuổi hết cái đó đi, đuổi hết ra ngoài, xong nó sửa lại cái ống cống, hết bị. Thế bây giờ người ta thử, người ta thấy có, nhưng người ta nói là nó không lây bằng đường oral fecal. Fecal oral tức là nó, cái người ta làm bếp, quý vị, người ta không rửa tay kỹ, nó không có lây. Nhưng mà phải cẩn thận, vẫn phải cẩn thận như thường. Quý vị cái đó, tránh xa người nào bị sốt, ho. Tại vì khi sốt ho là cái particle nó, cái droplet nó bay lúng tung cho người chúng ta, bay vào mặt chúng ta, bay vào mũi chúng ta, bay vào chúng ta. Thế thì giờ mới đưa cái câu kết luận là gì? Nếu mà droplet thế này thì chúng ta đeo mặt nạ, nó có giúp được chúng ta được không? À, thế quan trọng. Thì đến ngày sáng thứ tư, mùng 1 tháng 4 thì ông Anthony Fauci, tức là ông giám đốc CDC của Hoa Kỳ, từ mấy chục này, ông cũng lớn tuổi, già hơn tôi nữa, kinh nghiệm hơn tôi nhiều lắm, chắc chắn nó kinh nghiệm hơn tôi vì ông ta chỉ đọc sách, gặp họp các bác sĩ nhau, người ta giỏi hơn mình còn lo đi hành nghề, mình chỉ đọc sách thôi. Thế thì ông nói rằng là cái mặt nạ không quan trọng để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm, cái chính là distancing, cách xa ở nhà là quan trọng, rửa tay là quan trọng nhất. Bởi vì cái droplet này, thưa quý vị, vì chúng ta mà đeo mặt nạ, chúng ta tưởng là an toàn, chúng ta đứng cạnh nhau, chúng ta nói chuyện với nhau, là chúng ta sẽ bị lây, bởi vì nó bắn vào mặt chúng ta mà chúng ta không biết, bắn vào tay chúng ta, về chúng ta sờ mắt mũi là chúng ta lây, nhất là vào mắt chúng ta là chúng ta lây. Vì vậy quý vị thấy tại sao nó phải đeo cái goggle, đeo cái mặt trắng bằng thủy tinh hay là bằng nhựa để nó tránh vào mắt người ta. À, như vậy do đó mà nếu quý vị đeo mặt nạ theo cái ông cũng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4 đó,
thì ông Jerome Adams, tức là ông General Surgeon của toàn Hoa Kỳ, thì ông lên ông lại nói một cách rõ ràng hơn là nếu chúng ta đeo mặt nạ, nó không giúp cho chúng ta mà nó còn làm chúng ta bị nguy hiểm thêm lần khác. Bởi vì khi chúng ta đeo mặt nạ, chúng ta đeo không đúng cách, chúng ta tưởng là quan trọng là tốt là chúng ta lại ngồi nói chuyện với người này, đi ra đây đông họp đông, đi cả trăm người đứng với nhau là đeo mặt nạ lên thôi thì nó lây quần áo chúng ta. Vì vậy quý vị đừng có đeo mặt nạ nếu không cần thiết. Cần nhất là cho những người bác sĩ và y tá, người ta phải có N95 bít kín cái miệng người ta, surgical mask để người ta làm việc. Để chúng tôi, khi chúng tôi làm việc với người bị bệnh, chúng tôi phải đụng chạm với họ, đó chúng tôi dễ bị lây hơn quý vị. Thế đó quý vị không cần đeo mặt nạ. Nếu quý vị đeo mặt nạ, cẩn thận thì nên đeo, nhưng mà nên đeo vẫn phải cách xa người khác 6 feet. Và quý vị không được nói chuyện nhau, cũng không được hát, được hội họp với nhau, ngồi nói chuyện, đứng trước nhau, đông người nói chuyện. Rơi tùm lum tùm la vi trùng, nhớ rửa tay và thuộc xuất sát trùng ở những cái bề mặt của những chỗ mình ngồi với nhau thì mình sẽ hy vọng mình sẽ không lây những cái mặt bàn này. Quý vị thấy tôi ngồi đây tôi nói nãy giờ, vì nếu tôi bị mặt bàn lây con vi trùng rồi, người khác sờ đây người khác sẽ bị lây, cái này quan trọng lắm quý vị. Nhớ, nó là một cái oral transmission ở trong phân cũng ít bị, nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta ngồi cạnh, chúng ta nói chuyện với nhau chúng ta sẽ dễ bị. Rồi cái WHO là một cái cơ sở y tế của toàn thế giới, họ có ra thông cáo sau khi họ thấy nghiên cứu của New England Journal of Medicine của các bác sĩ bên Hoa Kỳ cũng như trên sách vở, vì nó nghĩ rằng là nếu mà nó ở cái jet như thế, nó airborne như thế, nó nằm trong nó chỉ có 2-3 tiếng là nó tan mất rồi, nó đâu có lây được, nó gió thổi bay biến mất hết, không có lây được, chỉ lây bằng cái droplet thôi. Thế cái quan trọng nó rơi xuống đất, nằm trên mặt bàn, nằm trên surface, cái đó nó mới lây, nó bắn trên mặt chúng ta, nói chuyện ngồi cạnh nhau bắn mặt chúng ta là chúng ta mới bị lây. Và vì vậy nhớ, như vậy chúng ta phải đeo mặt nạ, nếu chúng ta cần đeo mặt nạ chúng ta đeo mặt nạ, nhưng chỉ là để phụ thôi, để nhắc nhở chúng ta đeo mặt nạ thì chúng ta phải cách xa, chúng ta đừng sợ mặt chúng ta đeo kín, chứ phải đeo mặt nạ để hy vọng chúng ta không sợ nữa chúng ta sẽ bị. Ngay cả ngày trưa ngày 1 tháng 4, ông thống đốc của tiểu bang California, ông Newsom, ông họp báo, ông cũng có người bác sĩ của tiểu bang cũng lên cũng nói nhắc lại như thế. Bởi vì ở Riverside người ta khuyến cáo là đi ra ngoài đường phải đeo mặt nạ, cũng như ông supervisor của quận cao cũng khuyến cáo đi ra ngoài đường phải đeo mặt nạ. Nhưng thực sự cái đó là cái quan niệm đó cách đây chừng 1-2 tuần, và trước đây 1-2 tuần chúng tôi cũng nói là với cái đường kính của mặt nạ không bảo vệ cho quý vị đâu, nó chỉ giảm được nào nếu quý vị ho, quý vị không bắn người khác thôi. Nếu quý vị sắp sửa bị, quý vị không bắn lây lên cho người khác, tại vì nó nằm ở trong đó. Cũng như khi quý vị ho, quý vị lấy tay che này để cho cái bắn vào đây, quý vị đừng bắn vào cho người khác. Cái này nó sẽ làm cho chúng ta biết rằng là chúng ta cẩn thận, cái airborne cũng có thể bị, mà droplet cũng có thể lây. Cái surface này chúng ta phải chùi hoài, chúng ta phải rửa tay bằng xà bông hoặc là sanitizer, chúng ta phải đứng cách xa nhau 6 feet, chúng ta phải ở nhà. Quý vị cố gắng giữ như thế từ giờ đến cuối tháng 4, hy vọng là cái dịch đó nó sẽ từ từ nó giảm xuống, và chúng ta sẽ hy vọng lúc đó chúng ta có thuốc, chúng ta sẽ chống được cái bệnh này. Nếu không chúng ta có thể làm cho những người trên 60 tuổi. Tôi là bác sĩ cơ của quý vị, tôi cũng 76 tuổi, bà xã tôi bà sợ, bà bảo bây giờ mấy nay hôm nay không được ra vòng mạch nữa. Nên tôi phải mua cái máy Abbott đó để tôi thử cho quý vị. Nếu quý vị không có thì tôi mới dám khám cho quý vị, mà quý vị có thì tôi sẽ gửi sang cho nhà thương nó làm cho quý vị, chúng tôi sẽ đỡ bị lây. Cái đó quan trọng lắm, có 5 phút là được rồi, không sao, 5 phút chờ, 5 phút thường thường chờ bác sĩ cơ cả nửa tiếng, 5 phút nó có sao hả quý vị. Nếu quý vị nhớ rửa tay, khi quý vị mà bị khám thường niên, pep smear thì chưa cần, quý vị chảy máu bất thường, đau bụng bất thường thì quý vị phải đi khám, ho, sốt thì quý vị đến chúng tôi thử quý vị, nghi ngờ là chúng tôi sẽ gửi về nhà thương, nếu không chúng tôi sẽ chữa quý vị. Cảm cúm thường thì không sao cả, phải nhớ mỗi năm phải nhớ chủng ngừa cảm cúm. Bây giờ quý vị chủng ngừa vẫn còn kịp, không sao. Thường thường tháng 4 bây giờ là bắt đầu cuối tháng, cuối mùa của bệnh cúm rồi, nhưng cũng không cần chủng ngừa nữa, bị trễ rồi. Nhưng mà nếu mà chúng tôi nghi ngờ, chúng tôi sẽ cho quý vị uống thuốc cúm. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngừng tại đây. Nhớ rửa tay, ho, chùi tay thế này nhé. Và nhớ quý vị cách xa nhau 6 feet nhé. Và quý vị nhớ đừng đi tập họp nữa, đừng đi ăn tiệm nữa. ở nhà nếu muốn ăn cái gì kêu điện thoại đến tiệm của mình, họ mang đồ ăn đến mình, mà khi họ mang với mình họ không được tiếp xúc với mình, họ phải để trước cửa cho mình. Họ báo cho mình biết mình lại mình lấy, chứ mình không tiếp xúc với nhau. Nếu quý vị ra ngoài lấy đồ ăn thì quý vị cũng chịu khó đeo găng, cầm đồ ăn vô, tháo đồ ăn ra xong xếp chùi giấy, chùi xong riêng ra sới rồi nó hâm nóng lại ăn để microwave và nó sẽ chết ngay. Như vậy là sẽ an toàn cho quý vị. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý, và nhớ theo lệnh của tiểu bang cũng như của tổng thống, keep social distancing 6 feet, shelter in place ở trong nhà, bế quan tỏa cảng nằm trong nhà, không có được đi ra ngoài, không được hội họp, không được sinh nhật của ai cũng tránh xa, đám cưới tránh xa, đám ma tránh xa.
Thế thì nếu quý vị sẽ giữ được cái bệnh là nó thoát qua khỏi từ đến tháng 5, hy vọng chúng ta sẽ không bị nguy hiểm nữa. Và đến hy vọng là cuối năm nay thì chúng ta sẽ có thuốc, cũng như chúng ta đầu năm tới chúng ta có thuốc chủng ngừa để chúng ta không sợ tha hồ đi hát. Và không quý vị, đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây và hẹn quý vị tuần tới. Cảm ơn quý vị.